Em ơi, cuối tuần này về nhà anh ăn cơm nhé, tiện thể ra mắt bố mẹ luôn. Em à, tháng sau về quê nhà anh đi, anh muốn giới thiệu em với bố mẹ anh, gia đình anh. Xin chào mọi người, khi chúng ta nghe những câu nói này của bạn trai mình ấy, đa phần chị em, con gái chúng ta sẽ rơi vào trạng thái là nửa mừng, nửa lo, đúng không nào? Vui mừng bởi vì tình yêu của chúng ta ấy, chuẩn bị tiến xa thêm một bước nữa, tiến tới hôn nhân. Và còn lo sợ đó chính là lần đầu ra mắt nhà trai, rồi bố mẹ anh ấy có thích mình hay là không, nên làm gì để gây ấn tượng tốt, mà chẳng may không tốt thì chúng ta phải làm sao. Đừng quá lo lắng nhé, mình sẽ ở đây để chia sẻ những kinh nghiệm và những lời khuyên lần đầu ra mắt cho chị em, và 10 tuyệt chiêu ghi điểm tạo ấn tượng tốt với gia đình nhà chồng. Sớm muộn gì thì việc này cũng phải diễn ra nếu các bạn muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ yêu đương của mình. Còn chần chừ gì nữa, cùng mình tìm hiểu ngay nào. Đầu tiên ý, trước khi đến nhà chàng, bạn cần phải phân tích tình hình trước và lên kế hoạch cụ thể cho mình. Ngay từ khi mà anh ấy ngỏ lời với chúng ta ấy, thay vì là tim đập chân run và lo sợ thì các bạn nên tự hỏi bản thân mình là đã thực sự sẵn sàng hay là chưa, có muốn hay là không. Và nếu khi chúng ta đã quyết định đồng ý, ok, thì chúng ta phải chuẩn bị tâm lý của mình thật là tự tin này, chuẩn bị sức khỏe, diện mạo thật là tốt, và phải đảm bảo là bạn yêu anh ấy và nghiêm túc với mối quan hệ này. Và chắc chắn thì chàng, trong khi mà giai đoạn yêu đương của bạn với bạn ấy, thì cũng đã từng là nhắc đến bạn, kể về bạn với bố mẹ của anh ấy, với người thân, tức là ít nhiều gia đình anh ấy đã biết sơ qua về bạn rồi, nên chúng ta không phải quá lo lắng hay là sợ hãi nhé. Thứ hai là chúng ta, sau khi bạn đã xác định nghiêm túc và tâm lý cao rồi, thì chúng ta phải tìm hiểu về gia đình chàng trước. Nếu là về quê thì chúng ta cũng nên tìm hiểu về quê hương của chàng, về vùng đó, xem có đặc điểm gì nổi trội hay không, đặc sản, món ăn hay là du lịch, để chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn và không bị bất ngờ, cũng như là tỏ thể hiện sự hiểu biết của mình vùng này và vùng kia. Tìm hiểu từ anh người yêu của bạn, hãy hỏi kỹ thông tin về từng người trong gia đình của anh ấy, bố mẹ hoặc là anh chị em như thế nào, sở thích này, tính cách bố mẹ anh ấy như ra sao. Nó sẽ giúp cho bạn dễ dàng hơn trong việc làm quen với mọi người và chủ động thể hiện sự quan tâm của bạn với gia đình của anh ấy. Và bạn sẽ biết được là bố mẹ của anh ấy không thích vấn đề gì thì mình không nên đề cập đến vấn đề đó. Còn cũng như là nếu họ thích vấn đề gì thì chúng ta nên khai thác thêm để dễ dàng nói chuyện với họ hơn. Ví dụ nhá, bác gái mẹ anh ấy có sở thích là hát karaoke này, hay là đi văn nghệ, ca hát, thì bạn hãy chú ý gợi mở trò chuyện về vấn đề này. Bác thích bài hát gì hay là ca sĩ gì? Hoặc ví dụ khác, em gái của người yêu bạn chuẩn bị vào lớp 10 ấy, thì bạn có thể hỏi thăm em học hành ra sao, có muốn chị giúp đỡ gì hay là không. Và ngày nay ấy, mạng Facebook xã hội rất là phát triển, người lớn thì cũng có thể đã dùng chơi Facebook, thì bạn cũng có thể nhờ vào đó để chúng ta tìm hiểu rõ hơn về gia đình họ hàng nhà chồng, và hãy tranh thủ tạo đồng minh cho mình là anh chị em của chồng này, họ hàng bạn bè của chồng trước nhá, để chúng ta có được thiện cảm tốt từ họ. Họ sẽ nói tốt chúng ta trước mặt bố mẹ chàng. Và khi về nhà chồng ấy, về đại gia đình của nhà chồng, thì chúng ta cũng không bị bỡ ngỡ. Có người quen trước rồi thì chúng ta cũng dễ nói chuyện hơn, không bị cô đơn, cô lập một mình. Và họ cũng là đồng minh và nói tốt cho chúng ta rất nhiều. Sau đó thì gia đình cũng sẽ có những thiện cảm tốt với bạn hơn. Bí quyết thứ ba là chúng ta cần chú ý về vấn đề trang phục, đơn giản gọn gàng, càng đơn giản càng tiện lợi bấy nhiêu thì sẽ càng tốt và càng ghi điểm trong mắt gia đình nhà chồng. Đó là những bộ trang phục mà được cho là an toàn, để cho mọi người không dễ dàng xét nét, soi mói, đánh giá về con người của bạn. Việc chúng ta ăn mặc hở da thịt này, bó sát hay là ngắn quá thì đương nhiên là không được rồi. Nhưng mà nếu mà kín cổng cao tường quá ấy, sơ mi thì đóng cúc tận cổ, hoặc là ống tay quá dài, lòe thòe, nhem rố quá thì cũng không ổn. Việc chúng ta mặc áo thun với quần bò thì nghe có vẻ là năng động, nhẹ nhàng. Nhưng bạn cũng phải chú ý là khi mà chúng ta ngồi xuống làm cái gì đó thì không nên để hở ở phần sau ra nữa. Và chú ý là không được mặc quần rách này, hay là quần xé gấu, áo crop top. Những bộ trang phục mà có hoa văn quá chói mắt, màu sắc quá nổi bật như là màu xanh đỏ chuối này, hay là màu vàng chóe quá. Chúng ta nên chọn những màu sắc mà là trung tính này,
những trang phục mà không quá cầu kỳ nhưng mà không được xòe xòa, phải sạch sẽ, kín đáo ở mức vừa đủ thôi. Lưu ý hết về những cái vấn đề nó có thể xảy ra như là xuất chỉ này hay là còn tác mác nữa nhé. Điệu đà quá thì sẽ gây ấn tượng không tốt là bạn một người tiểu thư hay là thích trưng diện. Với lại khi mà chúng ta về nhà người chồng ấy, người yêu của bạn thì bạn cũng không phải là ngồi yên một chỗ để chơi hay là nói chuyện cả. Chúng ta phải vô và giúp đỡ mọi người nấu nướng này kia. Việc chúng ta ăn mặc mà không hợp hoàn cảnh ấy, bó sát quá hay là ngắn thì sẽ không được đẹp mắt, làm chúng ta luống cuống và vụng về hơn rất nhiều. Mình nghĩ thì đây không phải là lúc để chúng ta có thể thể hiện cá tính của mình hay là thể hiện cái tôi của mình gì cả. Nên chúng ta cứ ăn mặc giản dị này, nhẹ nhàng là sẽ gây ấn tượng tốt nhất. Còn chú ý một vấn đề nữa, đó chính là đồ lót của các bạn. Mặc áo ngực sao cho màu sắc thì phù hợp với áo bên ngoài của bạn. Ví dụ như là chúng ta mặc áo màu trắng thì không nên chọn màu đỏ rực hay là màu hồng chói quá nhé. Cái chiêu thứ tư để ghi điểm trong mắt gia đình nhà chồng là chúng ta chú ý về vấn đề trang điểm. Ưu tiên là nhẹ nhàng này, mộc mạc sẽ càng ghi điểm tốt trong mắt người lớn hơn. Chúng ta nên không nên là trang điểm quá đậm đà, cầu kỳ quá. Phấn mắt thì các bạn có thể chọn tông màu nó trầm nhẹ, không nên chọn những tông màu mắt mà quá nổi. Về môi thì các bạn chỉ nên là tô điểm thôi, không nên tô son quá đậm, quá đỏ chót hay là hồng sen đậm quá. Vì mọi người, nếu mà các bạn về quê thì mọi người ở quê sẽ không thích điều đó đâu. Đầu tóc thì chúng ta cần gọn gàng này, mượt mà, và đừng để cái phần mái của các bạn quá là rậm rạp che hết khuôn mặt của các bạn. Lúc đầu thì chúng ta có thể xõa muông, nhưng mà chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một dây buộc tóc ở trong người nhé, để khi mà chúng ta phụ giúp mọi người làm việc và khi chúng ta ăn uống thì chúng ta hãy buộc để cho nó gọn gàng hơn. Chú ý là nhuộm tóc màu trầm vừa phải thôi, không phô trương quá như là những màu tím hay là vàng chói quá là không nên. Chúng ta cũng cần lưu ý nữa là sự việc sử dụng nước hoa, mùi hương của các bạn. Nếu có thì chúng ta cũng chỉ cần là thoang thoảng, nhẹ nhàng thôi, không được sặc mùi quá. Nhưng mà để tránh những cái sự cố mà ai đó, đặc biệt là mẹ chồng của bạn mà chẳng may dị ứng với loại nước hoa của bạn ấy, thì chúng ta trong lần ra mắt đầu này không nên sử dụng nhé. Về phần phụ kiện thì vừa đủ thôi, tránh việc rườm rà, đừng phô trương nhẫn hay là dây chuyền vàng quá. Kẹp tóc ở trên đầu bạn thì cũng không nên dùng nhiều, tốt nhất là không dùng và chỉ cần một dây buộc tóc vừa phải là đủ rồi. Bí quyết thứ năm, chúng ta hãy lưu ý là tháo giày ra. Nếu buổi hẹn của bạn ấy diễn ra tại nhà riêng này, bạn hãy nhớ rằng là chúng ta hãy cởi bỏ giày dép của mình xếp ngay ngắn ở ngoài cửa trước khi bước vào. Chúng ta bạn có thể hỏi người yêu của bạn xem thói quen của nhà anh ấy như thế nào, để dép thế nào, hoặc là quan sát những người đi trước vào thế nào, thì có thể là bạn sẽ phải cởi bỏ giày dép của mình. Nên chúng ta hãy chú ý chăm sóc bàn chân của mình thật là sẵn sàng nhé, sạch sẽ này, móng chân thì cắt gọn gàng sạch sẽ, không nên sơn màu móng chân quá là nổi đen. Nếu mà các bạn mang tất mang vớ thì lưu ý là nó phải sạch sẽ này, không bị sờn, không bị thủng rách và không có mùi hôi chân nhé. Đó rất là quan trọng, chúng ta hãy lưu ý cái bàn chân của chúng ta vì chẳng may có thể phải bị tháo bỏ giày dép ra. Điều thứ 6 các bạn cần để ý đó chính là chuẩn bị quà ra mắt. Điều này thì không thể thiếu được. Chúc quà quê này hay là hoa quả tươi sẽ là tốt nhất mà chúng ta không nên đếm bằng tay không. Và khi mua quà thì bạn hãy tham khảo ý kiến của bạn trai của bạn là mua gì, thì phải hợp ý của gia đình anh ấy. Nếu mà người yêu của bạn không ngỏ ý gì thế nào cũng được ấy, thì bạn nên là chúng ta mua cái gì đó mà cả nhà có thể dùng được và chưa nên tặng riêng từng người một, bởi vì mình cũng chưa hiểu rõ tính cách cũng là sở thích từng người, nên mà mua quà chẳng may không hợp ý thì rất là rắc rối. Chú ý là chúng ta không đặt nặng về cái vấn đề mà vật chất quá, tiền bạc quá, mà phải bằng sự chân thành, có tâm của bạn gái và xen lẫn những khác biệt của các bạn cũng được nhé. Điều thứ 7, các bạn cần nhớ là chúng ta có thể thể hiện cái tài năng của bạn, tài lẻ của bạn một cách đúng mực khi mà chúng ta ra mắt nhà bạn trai, nhưng mà đừng có múa rìu qua mắt thợ nhé. Nếu các bạn biết cắm hoa ấy,
thì chúng ta hãy xung phong. Nếu các bạn nấu ăn giỏi, khéo nấu ăn ấy, thì chúng ta có thể vào bếp để trổ tài. Còn không thì chúng ta hãy chủ động giúp đỡ mọi người ở những công việc đơn giản hơn, như là nhặt rau này, chuẩn bị bát đũa đồ ăn và xung phong rửa bát. Nếu bạn không biết những điều đó thì chúng ta không nên nhận bừa cũng như không nên làm bừa, vì cố quá nó sẽ thành quá cố và sẽ làm hỏng mọi thứ và sẽ để lại ấn tượng không tốt. Chúng ta cần có chừng mực thôi và tự lượng sức mình nhé. Ngoài việc các bạn gái mà thể hiện bản thân mình, thể hiện những tài năng của mình, thì chúng ta cũng cần chú ý việc là quan sát, học hỏi, lắng nghe từ mẹ chồng, từ những người xung quanh, để chúng ta thể hiện bản thân mình là có sự học hỏi, tiếp thu, và không biết, chưa giỏi thì chúng ta hoàn toàn là có thể học hỏi được. Thì điều này sẽ ghi điểm hơn rất là nhiều so với việc các bạn quá sốc vác, quá mức. Điều thứ 8 các bạn cần nhớ đó chính là chúng ta đừng quá lố mà hãy cư xử một cách lịch sự này. Hãy ăn hết phần ăn của mình. Cho dù bạn được mời là cháu cứ tự nhiên như ở nhà ấy, thì chúng ta cũng đừng vô tư mà như ở nhà thật nhá. Nhớ là đừng uống rượu bia, cho dù là bạn có biết uống rượu bia đi chăng nữa. Nói năng thì vừa phải thôi, không nói quá to, cũng không nói nhỏ quá, không nói quá nhiều và không nói những điều vô duyên gây tranh cãi. Giữ ý tứ khi mà chúng ta ăn, khi mà nói, không nên cười hô hố, cười một cách hồn nhiên, bởi vì nó sẽ làm mất điểm của bạn trong lần đầu ra mắt ngay đó. Điều thứ 9 ý, các bạn chúng ta hãy để ý là ghi điểm ý, thì chúng ta cần không nên làm những điều sau. Đó là việc ôm điện thoại, nhắn tin hay là gọi điện thoại, lên mạng thường xuyên quá. Chúng ta cũng cần là không nên tỏ ra là việc mình biết tuốt, mình là quá giỏi, thể hiện mình là một thiên kim tiểu thư thì cũng không nên. Việc chúng ta bám dịp tình cảm quá mức với người yêu của bạn ấy, thì cũng cần hạn chế thôi. Hạn chế những cử chỉ thân mật quá như là ôm hôn, không nói tục, chửi bậy, mắng hay là sai bảo người yêu của bạn trước mặt gia đình của anh ấy nhá. Và điều thứ 10 là chúng ta cần rút lui một cách êm đẹp và đúng lúc. Sau khi mà chúng ta có một buổi ra mắt rất là nghe có vẻ rất là hoàn hảo và suôn sẻ rồi ấy, thì bạn nên chọn cách ra về êm đẹp và đúng lúc nữa là xong. Dù mẹ chồng có xã giao nè, giữ bạn ở lại chơi thêm một lúc nữa ấy, thì các bạn hãy khéo léo mà từ chối nhé. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn về 10 những tuyệt chiêu để chúng ta ghi điểm trong lần đầu đến ra mắt nhà bạn trai để lấy thiện cảm đủ của người lớn nhé. Đây là một chìa khóa rất là quan trọng trong mối quan hệ của các bạn trong tương lai nữa. Nhưng nó không phải là tất cả. Quan trọng là các bạn làm gì thì làm, nhưng vẫn phải là chính mình. Bởi bạn còn sống với họ cả đời mà. Chúng ta phải chân thành, này, hiểu nhau, chứ không thể đóng kịch giả tạo được. Còn nếu lần đầu của các bạn không được suôn sẻ cho lắm thì cũng đừng quá lo lắng nhé. Chúng ta hãy cố gắng hơn vào những lần sau nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết những chia sẻ của mình. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và để lại các vấn đề mà các bạn cần được tâm sự, chia sẻ hay là giải đáp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.